là ngõ ba Củ Cải. Ngay chỗ này là quốc lộ 22 với lại đường Nguyễn Thị Chóc. Bây giờ mình đi vòng. Thôi để em được. Để chút để ba đưa cho. Bây giờ đi vô Nguyễn Thị Chóc mình tìm hiểu cái chợ đầu mối. Chợ đầu mối nông sản bán nhiều đồ lắm. Cái cây đó rồi. Thôi té rồi con. Từ đã, để tao ba quay cái là ba trả cho. Thôi ba cho con mượn. Mẹ chung từ mới xài. Chợ đầu mối đây. Bán heo á, bán thịt heo nhiều lắm. Rồi chắc xong rồi, xe kìa. Vui quá trời quá đó. Ở đây là bán sỉ nên ai muốn mua thì bọc chứ không có mua cái ký xe cái xe còn xe cái trước kìa. Để ba quay cái đã. Xong rồi, chắc xong rồi, xong rồi. 2 phút nữa ba đưa cho. 2 phút nữa ba đưa cho. Xong rồi. Đi ra đường đi shop vòng vòng nên người ta không bán cũng nhiều thứ.